Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tốc Sao Hoa. Hôm nay Cbiz sẽ có những thông tin mới và hot nào thì ngay bây giờ hãy cùng chúng mình cập nhật nhé. Trần Phi Vũ đang trên đài nổi tiếng nhờ chiếu sáng anh sưởi ấm em thì vô tình gặp biến. Trần Phi Vũ xuất thân là con nhà nòi khi có bố là đại đạo diễn, mẹ cũng là diễn viên nổi tiếng. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng anh đã tham gia nhiều phim chế tác lớn được đầu tư công phu. Thời gian này anh còn được nhiều người biết tới khi đóng chính trong bộ phim Chiếu sáng anh sưởi ấm em. Bộ phim Thanh xuân vườn trường này nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả, đặc biệt là những người trẻ. Chiều sáng anh sự ấm em cũng có khởi đầu rất khả quan khi mở điểm đô ban là 7.2 với nhiều đánh giá tích cực, nhưng phim kết thúc chưa lâu trên đô ban đã xuất hiện đánh giá một sao mà không nêu lý do cụ thể. Trước khi phim gặp biến, Trần Phi Vũ từng tham gia một sự kiện với sự góp mặt của nhiều minh tinh, hậu buổi lễ fan của anh và fan tiêu chiến đã xảy ra bất hòa. Người hâm mộ tiêu chiến trách Trần Phi Vũ là hậu bối nhưng không chào đàn anh và không tôn trọng tiền bối. Tuy nhiên, fan nam diễn viên sinh năm 2000 lại trách ngược đối phương vì tay tử phim Trần Tình Lệnh không chào đàn em trước. Từ đây, nhiều người cho rằng Trần Phi Vũ đang làm cao với tiêu chiến. Dù sự kiện đã kết thúc nhưng fan hai bên vẫn đấu tố qua lại, ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Không ít khán giả phỏng đoán vì fan hai nhà khẩu chiến nên chiếu sáng anh sưởi ấm em bị đánh giá một sao, nhưng cũng có nhiều người cho rằng biến của phim chưa chắc đã liên quan đến tiêu chiến. Họ cũng cảm thấy không nên đồn đoán linh tinh vì chưa có bằng chứng xác thực cụ thể. Bên cạnh đó thì một bộ phận tinh ý nhận ra không chỉ có bộ phim chiếu sáng anh sưởi ấm em mà nhiều phim khác của Trần Phi Vũ cũng gặp tình trạng tương tự. Vì vậy đây có thể là hành động chung của một nhóm anti fan muốn hạ thấp các bộ phim của nam diễn viên. Chuyển sang một tin tức khác, dịp cuối năm là loạt thảm đỏ sự kiện diễn ra khiến netizen mong ngóng màn xuất hiện của dàn nam thần mỹ nữ. Trong số đó thì địch lệ Nhật bà là người được trông chờ nhất bởi mỗi lần cô nàng dự thảm đỏ là một lần thoát vòng và gây bão hot sốt với tạo hình hết nước chấm. Tuy nhiên thì năm nay các fan sẽ phải thất vọng nhiều do mỹ nữ Tân Cương sẽ không tham gia các sự kiện. Cụ thể, theo blogger tiết lộ, gần đây địch lệ Nhật Ba do sợ kéo dẫm chung khung hình nên đã từ chối các hoạt động thảm đỏ. Thực tế cho thấy, những tạo hình thoát vòng của Nhật Ba đã từng bị ai đó xào lại ké phêm rất nhiều, gần nhất chính là Triệu Lộ Tư. Fan của hai cô nàng không ngừng tranh cãi do blogger đi bài so sánh từ nhan sắc đến tạo hình tựa tựa lẫn nhau. Tại thảm đỏ Weibo gần nhất, cả hai tạo hình của Triệu Lộ Tư đều được mang ra so sánh với địch lệ Nhật Ba. Tất nhiên thì người được lợi là nàng tiểu hoa 95, bởi suốt từ hôm đó đến nay cái tên Triệu Lộ Tư không ngừng được nhắc đến. Thậm chí thì thảm đỏ Gucci diễn ra ngày 2 tháng 11 vừa lách ra đã có blogger đem tạo hình của Triệu Lộ Tư đi so, cho là trang phục của cô giống với nhiệt ba đợt tham gia sự kiện của Tencent năm trước. Nhìn chung, những tạo hình sự kiện gần đây của Triệu Lộ Tư đều bị đem ra so sánh với đích lệ nhiệt ba. Lợi lộc của mỹ nữ Tân Cương thì chả thấy đâu vì ngôi nhà cũng bị kéo dẫm, còn chưa lộ tư thì nhiệt độ tăng thấy rõ. Tuy nhiên không riêng gì chiêu lộ tư, trước đó thì Bạch Lộc cũng từng được so sánh với địch lệ nhiệt ba khi diện chung bộ đồ trắng khi đi dự sự kiện. Bởi thế mà đến hiện tại, blogger suy đoán nàng tiểu hoa 90 sẽ không tham gia thảm đỏ trong các sự kiện lớn năm nay. Mặt khác thì Địch lại Nhật Ba hiện tại đang chuẩn bị cho bộ phim Phong cảnh nơi này, bộ phim được fan của cô khen là có đội ngũ chế tác rất tốt, lại nói về Tân Cương quê hương của Nhật Ba nên phần nhiều nữ diễn viên sẽ tham gia. Việc không tham gia thảm đỏ ngoài tránh chuyện bị kéo dẫm còn là để cô nàng dành thời gian chuẩn bị cho bộ phim sắp tới. Bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.